Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đó là cái chia sẻ cho các bạn cái hướng dẫn sử dụng cái máy sản phẩm Smart Tool. Thì hôm nay tôi sẽ chủ đề của bài này đó là chúng ta cách thêm chìa tự động bằng máy. Thì trước khi các bạn thêm chìa được thì bây tôi sẽ hướng dẫn như sau. Đầu tiên là này, đây là một con SCU phiên bản K77. Còn đây là một cái remote tôi mua mới về cũng có mã K77. Thì bây giờ các bạn muốn cài được cái FBO remote này lên cái con SCU này, hai cái nó nhận với nhau, thì các bạn phải thực hiện như sau, là phải có cái mã ID gốc. Thì bây giờ chúng ta phải lấy được cái mã ID gốc của trong con này ra, sau đó chúng ta mới nhập được cái này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phiên bản là Smart Tool như sau. Chúng ta sẽ cậy cái con SCU ra bằng lấy những cái lẫy ngàm này ra. Rồi chúng ta rút ra. Thì trong này đây là cái cọng cáp nha, cái cộng cáp dành riêng cho cái mẫu mẫu đời SH này, mẫu đời 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 SU này. Đó. Sau đó chúng ta cắm vào máy. Đó. Rồi cắm vô xong thì bắt đầu chúng ta sẽ kết nối với máy. Rồi khi các bạn kết nối thì các bạn để ý là đây có một cộng dây. Thì cái cộng dây này là chúng ta phải cắm vào cái mối chì ở đây. Ở đây nó có một cái mối chì, chúng ta cậy lớp keo chúng ta sẽ thấy có một cái mối chì. Mối chì này là mối chì để chúng ta kết nối dữ liệu với con chip chủ. Này. Đó, có mối chì chúng ta sẽ cắm cái kim vào đây. Rồi, sau khi cắm cái kim rồi bắt đầu chúng ta cấp điện cho máy. Rồi. Thì các bạn nhớ là chúng ta lập chạy vào chế độ Enter, lập trình chìa khóa Honda SH, lập trình tự động. Đọc mã ID. Đó. Chỉ với một nút ấn rồi xong thì chúng ta đã có được cái mã ID gốc của xe. Khi có được cái mã này rồi thì các bạn có thể là thêm chìa, cài chìa vô tư rồi. Thì các bạn có thể là thêm chìa bằng cách thủ công trên xe cũng được, nhưng ở đây tôi có cái sản phẩm cái máy này thì tôi sẽ làm trực tiếp trên máy luôn cho các bạn coi. Đầu tiên thì các bạn lại muốn cài chìa vào thì chúng ta sẽ tắt cái chìa mới về, tắt về màu đỏ. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở về cái máy về, chúng ta vào cái chế độ là đăng nhập chìa. Thì tất nhiên là các bạn nhớ là vẫn để nguyên đấy, vẫn để nguyên cái rắc, không 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 rút ra, chỉ tháo cái chỉ bỏ cái này ra thôi. Rồi, còn cái rắc chúng ta cắm nguyên kết nối với máy. Chúng ta vào cái chế độ đó là nhập chìa thủ công nhé, lập trình chìa thủ công, chúng ta đồng ý. Sau đó chúng ta vào chế độ là mất hết các chìa rồi, đồng ý. Thì đây chúng ta máy nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập cái mã mà chúng ta vừa đọc được, thì mã của nó là 00426126 đó, 00420 6126 đó. Sau khi các bạn nhập xong rồi chúng ta sẽ nhấn đồng ý. Thì lúc này cái máy nó sẽ tự động đăng nhập ID cho chúng ta vào con SCU này. Khi nào cái máy nó yêu cầu chúng ta mở chìa khóa lên thì chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn. Đó, đó là một số, hai số. Ba số. Bốn số. Năm số. Sáu số. Bảy số. Tám số. Khi đủ 9 số thì chúng ta sẽ bấm cái này sang đèn màu xanh. Rồi chúng ta chuyển cái đèn nó sang màu xanh. Chúng ta nhấn vào OK thì trên cái remote sẽ có chữ màu, có đèn màu xanh sáng là thành công. Rồi như vậy là đã thành công. Rồi OK. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái việc thêm chìa.
lúc này chúng ta gắn lên xe, xe sẽ hoạt động nổ máy được. Như vậy là đã thành công. Như vậy chúng ta ráp lên xe là xe đã nổ được máy rồi. Rồi, chúc các bạn thành công. Anh em nào có nhu cầu, có dịch vụ muốn sưu tầm cái sản phẩm này thì anh em có thể điện thoại cho Tiến 0377 602702.